À, quay trở lại video tiếp theo nha. Hôm nay tôi lại vào đây chơi với anh em con tỷ xỉu ở bên cổng 68 nha. Nãy cầu xấu anh em vừa vừa là làm vài tay nghỉ một chút, bây giờ thì cũng tầm khoảng gần 4 giờ rồi thì lên check cầu kèo xem nào để xem chiều nay anh em mình bù điểm thế nào. Cầu đang báo kép 10 này. Ok cho anh em. Nói chung là kép 8 hay kép 9 thì còn có thể là check thêm, còn kép 10 thì cứ báo lên tài luôn. Kép 10 thì tỷ lệ nên nên tài cao. Tay đầu cứ vào cái tầm khoảng là 5 lít trước nhá. Cho nó phấn khởi đã. Rồi mình nghiên cứu chơi tiếp. Năm này. Rồi ok, ui gì mẹ, tưởng con này con tài anh em. Cầu nghịch thế anh biết. Quả báo mã văn tài thì là ngon đâu nhờ. Hơi sợ ạ. Kép 10, kép 10 xuống 7, 10, 12, 7 hay là 9. Kép 10 xuống 7 thì con này có khả năng cao đi bệt được. Xuống đang bệt 3 phiên này. Tay này thì mình vẫn xét theo tài thêm một mã nữa đi, gấp thêm một tay anh em. Nay vốn có tầm khoảng là hơn 3-4M thôi. Nên là đi thì chơi thì có thể là đi đánh nhanh nhé. Tùy theo cách đánh của anh em thôi, còn với cái cách chơi của mình thì mình cũng không cần, mình cũng nói thật với anh em, mình cũng 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 không thích là đi chia nhỏ vốn qua, chia nhỏ nhỏ vốn quá để đi đâu. Có thể là mình đi một một hai tay rồi mình chờ cầu mình đi tiếp, chứ không phải là tay nào mình cũng đi hay là tay nào mình cũng theo nhá. Đây là tùy theo cái cách và đi vốn của anh em làm sao hợp lý nhất có thể thôi. Còn mình lên đây mình chia sẻ thì có thể là những cái gì mình chia sẻ cho anh em ấy nó có thể là đúng và có thể là sai, anh em cảm thấy cái nào hợp lý anh em tham khảo thôi. Đủ cầu gãy này, nói chung là một khi đã có kép 10 kiểu gì cũng gãy cầu nhé, nên là anh em yên tâm là bắt và bẻ cầu được. Tay này thì mình tiếp tục đánh điểm theo con 7 đi, 7 29 lẻ tài, 11 23 lẻ tiếp này, tiếp tục là một tiếng lẻ tài nhé. Tay vào khoảng 3 thôi anh em. Vào nhẹ thôi, vừa ăn một tay xong tay sau vào nhiều. Có thể còn là vào nhẹ một chút. Không nên đánh dồn là làm gì anh em ạ. Đánh tài xỉu mà tay nào mà anh em đánh cuốn cầu và cũng đánh ham ấy, thì cũng dở hơi lắm. Mình một này. Ok, mình check cầu tiếp nhé. Con này nổ xỉu đẹp trong tay rồi. Cầu bầu báo lũ xỉu 10 anh em. 7, 2, 9 này tài, 11, 2, 3 này xỉu này. 10. Vậy thì mình sẽ lấy điểm từ con 11 này để chơi nhá. 11, 2, 3 này xỉu này. 10, 10, 3, 3 này tiếp này. Con này 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 xỉu tiếp đi anh em. Cầu đang báo thế này rồi thì mình sẽ đi thêm một mã xỉu nữa nhá. Bắt theo cái xuống cầu của nó thì gần như là nó là cách đánh chuẩn nhất rồi. Ở bên trong 8 thì anh em chơi thì có thể yên tâm cái là game nó ổn định, nên là khi mà mình có đánh một cái phương pháp nào đấy thì cũng có thể yên tâm nó sẽ không bị thay đổi quá nhiều nhé. Là những con game chơi như thế mình chơi nó mới yên tâm được đúng không? Còn đánh con cổng nào để đánh cổng nào mà anh em đánh cứ vài hôm nữa cập nhật các thứ thì đánh nó rất là mệt. Ui 6 3 ra 4 nhưng mà con này cầu lỗ tài 1-1 rồi. Khả năng cao thì có thể xem qua lại cầu bên MD5 à, bên dòng xanh một chút đi. Khi chơi thì đánh bất kỳ bàn nào cũng vậy, kể cả dòng xanh hay là MD5 mình cứ thua tầm khoảng 2 mã trở lên thì mình đều dừng nghỉ một một hai tay để vào tiếp chứ không cố. Con này thì cầu 22 rồi, tại vì là trước đó nó phải có cầu, trước đó có cầu 31 đấy cơ thì mình mới bắt cầu chuỗi được và luôn là 2M nhá, không mỏng thì cám anh em ạ. À, không mỏng, ui rồi dày chân rồi, báo đúng dày chuỗi kìa anh em kìa, 13 11 13 anh em ạ. À, cầu 11 báo thì 11 cầu đơn này. Ở đây trước có con 11 nào cả.
Nãy thì mình đang check theo cái lịch sử cầu của nó đấy. 11 xuống xỉu này, đánh thế này. Con này 11 lên tài thì hơi nghịch. Cứ bình tĩnh thôi anh em, tầm giờ còn tầm khoảng 1 m thôi. Thì mình vào nó chậm chậm một chút nhé. 13. 13 36, 13 36 tổng chẵn. Cả hai con tính tổng điểm đều ra 16 chẵn. Tiếp thì mã này chắc bây giờ về xỉu khoảng 2 nhá. Đánh chậm lại nhá. Đa số khi mà mình thấy là anh em vào đây chơi đánh con tài xỉu thì thường thường là anh em hay thua ở cái là không biết cách đi vốn hợp lý, hay là không biết, ví dụ là anh em vừa thua một một cái mã lớn xong đấy thì những mã sau anh em không biết đánh cân đối lại để có cái điểm dừng hợp lý. Xác định là chơi thì nói chung là không phải là khung giờ nào vào cũng có thể là ăn được, hay là cứ vào cứ 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 vào chơi là phải thắng mới nghỉ nhé. Anh em không chơi thì không nên là có cái tâm lý đánh như vậy. Đánh thì mình gần như cái dạng là đi đầu tư rồi đó. Nó sẽ có cái tỷ lệ thắng thua thì anh em cân đối làm sao cho hợp lý. 13 16 chẵn xỉu này, 13 3 lẻ tiếp này. Con này nên lên tài nhá. Con này là ui rồi, lên tài 1 m luôn này. Quá mình vào tầm khoảng 5 5 lít thôi anh em ạ. Tính vào 5 lít thôi mà tiếng tiếng là hơi nghịch, có tiếng này là làm tiếng tất tay ha. Đằng nào tầm giờ thì cũng hết rồi. Làm đúng mã cuối đi. Mã này không ăn thì cũng hơi gãy. Nói chung là nếu mà mã này ăn thì coi như mình về được tầm khoảng là nửa vốn. Thì cũng có thể là mình làm một tay, nếu mà cầu đẹp thì làm một tay nữa, không thì mình tạm nghỉ nhá, giữ vốn thôi anh em. Có thể bây giờ chơi cầu sớm mình không thắng được thì mình giữ vốn. Lúc khác mình chơi lại. Lúc khác mình vào đây mình chiến đấu tiếp. Đánh thắng thua nó tùy theo khung giờ nữa. Đây rồi, cá kiếm anh em ơi. Về mã này coi như là cậu ấm luôn rồi đấy. 13 tiếp tục này. Mình sẽ check cầu bên con rồng xanh nha. Rồng xanh còn 1 tiếng này. Ở đây cầu 1 2 1 2 3. 13 15 này xỉu này, 12 chẵn tài này, 12 14 này, chẵn này. Chẵn tài anh em ạ. Tiếng này thì tỷ lệ sẽ là 1 tiếng chẵn tài tiếp. Bắt luôn cầu chẵn nằm tài nhé, bắt đúng theo xuống cầu của nó. Mã này về thì mình lại win luôn anh em, hơi mỏng nhá, mỏng rồi. Biết là bắt cầu nghịch, bắt cầu một thì ngon hơn anh em nhỉ. Ok anh em nhé, cho mình tạm nghỉ đã. Thế thôi, đánh này nếu như mà anh em chưa chơi và quen cái việc kiểm soát vốn tốt ấy thì có thể chơi ngày nào thì nạp ngày đó nhé, cho nó an toàn. Chào anh em.